chào mọi người đã đến với kênh Chile TV Cuộc Sống Của Tôi. Ngày hôm nay mình cùng với mẹ ra bến Bình Đông để hoa ngày Tết nè các bạn ơi. Nãy giờ mình với mẹ đi tham quan và mua được hết một chậu tắc rồi. Bây giờ ghé đi tìm tiếp các loại hoa nữa. Mời các bạn và mọi người theo chân hai mẹ con mình nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khó cần cho nó không có. Giờ mình ở trên cầu Dược nè các bạn, giờ mình xuống trên bến với thuyền hoa thật là tấp nập, thật vui. Nếu các bạn yêu thích hoa thì hãy ghé đến bến Bình Đông và mua hoa thưởng thức hoa cho cái Tết này nha. Mọi người, video của mình đến đây xin được kết thúc nha. Cảm ơn các bạn và mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy thích video này xin hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ giúp kênh mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại các bạn và mọi người ở những video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt. Nói cái này á hả? Ừ, nó nhiều bông, mấy cái kia có một bông nè. Để thấy cái này nó nhiều bông nè, mà lá bự nữa. 1, 2, bông này nó héo nè. Vậy bông này ít ra cũng còn tươi. Ai biết. Cái này nè. Lấy cái đó đi. Cái này cũng nhiều bông hơn nè. Nó chân